giờ 45 phút sáng ngày 21 tháng 8 năm 2021 các bạn. Đây trước ngân hàng ACB, tập trung rất là đông luôn. Người người đi rút tiền. Lý do là mọi người nghỉ tới ngày 23 tháng 8. Người người đều phải ở nhà. Và quân đội sẽ chủ trì lo về lương thực. Rồi thuốc ở đây cũng quá trời nữa. Bên đây ra đường đông quá trời luôn, người người đi mua lương thực. Hồi sáng này là vỡ chợ luôn các bạn. Quỳnh đi chợ là xém không mua được hàng luôn. Đây là ngay khúc trên đường Tùng Thiện Vương, phường 13, quận 8. Rồi đi Huy, ok rồi. Bên góc đường là Sacombank. Và các bạn thấy cả ATM. Ồ, đó là Vietinbank chứ hả? Việt Á. Nói chung ngân hàng đó, đợi rút tiền. Ở đây cũng vậy luôn, Sacombank. Ủa, cái bên Viettel sao đông như vậy? Mình đang trên đường đi mua thuốc cho má mình, mua nửa tháng luôn. Đây phía trước nhà thuốc Tây của gần trường Sớm Củi rất là đông. Đây cũng là tiểu thuốc đó nè, Phong Phú. Ôi ôi quá trời đông như vậy. Tiệm thuốc này nó đóng cửa luôn, nó vui nó mở cửa luôn thấy không? Ừ. Khu vực chợ Sớm Củi. Ôi đông quá mày ơi. Sao giờ? Đây cũng nhà thuốc Tây cũng rất là đông luôn. Ngân hàng, đây không phải là chỗ bán thịt. Đây là khu vực chợ Sớm Củi. Như vậy các bạn thấy là ngân hàng rất là đông, tiệm thuốc Tây cũng rất là đông, tập trung đi mua thịt. Hồi sáng thì Quỳnh đi chợ thì muốn vỡ chợ luôn, không có hàng. Đây Cao Xuân Dục, gom hết hàng luôn. Ở đây phường mấy quận 8 ta? Phường 12 quận 8 các bạn. Quay, châu. Các bạn thấy là lượng xe cộ ra ngoài đường khá đông ha. Trên đường Tùng Thiện Vương, quận 8, gần chợ Sớm Củi. Mình đứng ở trong nắng các bạn, 45 phút thì tới lượt để mua thuốc. Và nó là đợi rất là đông. Và mình có dự định đi rút tiền ngân hàng, nhưng mà sau đó mình thấy lại quá trời đông luôn, nên thôi mình bỏ cuộc. Đây là tình hình Sài Gòn lúc hơn 9 giờ sáng. Và mình sẽ cập nhật thêm tình hình ở Sài Gòn cho các bạn trong các video kế tiếp ha. Rồi bây giờ các bạn cùng nghe câu chuyện của bé Quỳnh. Hồi sáng này bé Quỳnh đi chợ sao? Đông vui như Tết hả? Trời, còn hơn Tết nè. Hồi giờ đồ ăn quá trời luôn á. Dạ. Như Tết vậy không? Công an gì chạy. Rồi mày có đứng cách xa họ không? Có. Trời ơi. Mất cười. Thằng đó nó bài với rau sống rồi em tính mua.
Em hồi đi qua đây lựa dưa leo, vừa lựa xong một cái tao sống hết trơn luôn. Hết trơn luôn hả? Lá hết, cái gì cũng hết á. Cũng... Bí xanh rồi, với mốt là không có luôn. Chỉ có bấy thơm. Thơm 25 nghìn một trái. Ờ. Hồi sáng mua, hồi sáng em mua cái gì? Có một trái bí đỏ thôi 15 nghìn. Trái bí đỏ 15 ngàn. 15 ngàn ha, 20 á. Thằng mập ở ngoài đây nó bán. Mà cái thịt hồi sáng em mua cho má anh là 1kg là bao nhiêu? 1kg là 130, 2kg 260. Cũng mừng là không có tăng giá nhiều. Hồi sáng em đi chợ 6 rưỡi mới có đúng không? 6 rưỡi. 6 rưỡi ra ngoài anh đứng xếp hàng đứng chút nữa. Mà đi tới mấy giờ là mới mua được hết hàng? 8 giờ. 1 tiếng rưỡi đi chợ các bạn. Chạy vòng kiếm hàng, người ta cũng chạy như mình nữa. Ừ. Luôn. Coi như tới mấy giờ là bên chợ là vỡ chợ là hết đồ ăn luôn. Hết đồ thôi. Sáng là mấy giờ tới lúc em về là coi như là chắc chợ cũng hết đồ ăn luôn. Không, còn anh có nhiều người đứng sau tại em đi sớm, em đứng trước. Còn dạ. Mấy người kia đứng dài tuốt hơn sau. Người nào cũng 2 mét 2 mét đó. Cái lúc đó là em thấy là cái khu vực xung quanh chợ là bao nhiêu người? Nhiều lắm. Dạ. Giống như chợ Tết vậy, em nói anh chợ Tết vậy. Cả trăm người không? Mấy chục người à. Mấy chục người. Một người bán hàng là một tớp. Một tớp cách sau nhà mấy mét vậy. Không. Vậy luôn hả? Ờ. Ở ngay khu vực chợ Sớm Củi. Sớm Củi nè, ngoài đường Phong Phú nè. À. Ở trên đường Kho Tròn là đường đó, là đường Cao Xuân Dục. À. Cao Xuân Dục một mớ, ở bên Ba Đình một mớ. Ở bên Sang Hà. Tây Hà hả? Em cũng biết, em mới nghe qua bển. Trời ơi. Em mọc Ba Đình em về luôn. Vì cái ngày 23 tháng 8 hiện tại là mọi người dồn nhau đi mua. Mà vui lắm anh. Vui hả? Mày thấy vui hả? Vui. Còn ngày gì? Trời lại giật đồ ăn vui lắm. Chưa bao giờ thấy tình cảnh này đúng không? Không, Tết còn đi ra mua trả giá nha. Kỳ này là có trả giá. Có trả giá kỳ này. Như là nhiều á. 1 ngàn nó cũng không bớt. 1 ngàn cũng bớt. Bây giờ nó tăng giá không phải chịu sao giờ. Tại nãy tao đi mua thuốc đứng đợi biết nhiêu không? 45 phút dưới nắng. Mà thấy cũng người mua hoa. Như ngày mai là ngày rằm đúng không ta? Rằm. Hèn gì họ mua hoa. Nãy có thấy bán hoa không? Thấy có bán hoa. Thì mấy người mua trái dừa xiêm mà mình có hạch cái anh. Nó mua 2-3 quả. Giờ sáng là em mua thịt nè, mua tôm cho má anh nè, em còn thấy nó có bán gì nữa, bán cá. Bán cá có mà tại vì mình bữa giờ mình ăn cá rồi, không có ăn nữa. Cá lóc, cá hương hồng, lúc nó nhiều. Thì có nghĩa là hàng hóa thực phẩm mà đủ, vấn đề cho là giá nó cứ lừa cao thôi. Em sợ ngày mai nó nóng lên lắm. Sợ ngày mai không có hàng á hả? Ừ, em sợ vậy đó. Rồi đó các bạn, đây là tình hình của bé Quỳnh đi chợ. Bây giờ... Bé Quỳnh sẽ nấu cơm. Đây, bé bà. Bé bà có bán gà. Bán mà bán không được. Rồi, ok, đủ rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp ha. Trên núi Chứa Chan, Gia Lào.